Xin chào bạn, ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình để thiết kế một cái app ứng dụng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Cái app ứng dụng này là một cái nền tảng giúp bạn có thể lưu trữ dữ liệu và chia sẻ đến cộng đồng, giúp bạn có thể nuôi dưỡng, phát triển cộng đồng cũng như phát triển công việc kinh doanh của mình một cách thụ động và cực kỳ nhanh chóng. Thì điều đầu tiên bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản tại trang website như ở đây. Sau đó thì bạn sẽ trải qua 4 bước cơ bản. Bước thứ nhất đó là chuẩn bị nội dung, gồm những cái bài viết hàng ngày, bài viết dạng text, hình ảnh, những cái ebook, file PDF hay là catalog, những cái video MP4, những cái file audio MP3 hay là file sách nói, những cái hình ảnh và album hình và các cái liên kết đến kênh YouTube, trang Facebook, trang website hay là những cái thông tin liên hệ của mình. Bước thứ hai đó là đưa nội dung lên đám mây tại Hub. Thì ở đây bạn sẽ đưa nội dung lên trên nền tảng tại Apply. Sau đó khi hoàn thành việc tạo xong cái app ứng dụng này thì bạn có thể phát hành lên tại iOS Store hoặc là Google Play. Thì ở trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn bạn phát hành cái app này lên trên nền tảng tại Apply và Vietnam App. Bước thứ ba đó là sẽ tạo app và đặt tên cho app. Đầu tiên là sẽ đặt tên cho những cái menu app này và chọn nguồn cấp dữ liệu cho những cái menu app, và có thể là tạo những cái đường dẫn đến trang Facebook, kênh YouTube hay là sử dụng những cái chức năng bài viết, chức năng map và chức năng bản đồ, và chọn giao diện hay là những cái hình banner cho cái app của mình và thực hiện việc phát hành app này ra. Thì bạn có thể phát hành app miễn phí đến cộng đồng, hoặc đối với những cái nội dung hay, nội dung giá trị, bạn có thể bán ra cộng đồng bằng cách là phát hành và kiểm soát những cái mã. Bước thứ tư đó là bạn xem thống kê. Thì ở phần này bạn có thể là xem thống kê những cái số lượng thiết bị đã cài đặt cái app của mình, cài đặt trên thiết bị là Android hay là iOS, và cái vị trí địa lý của người sử dụng, vị trí địa lý của những cái thiết bị cài đặt này, và những cái thông tin về menu app mà có nhiều người sử dụng và những cái lượt truy cập sẽ được hiển thị trong cái mục thống kê này. Và bạn có thể sử dụng cái chức năng notify, đó là cái chức năng thông báo. Bạn soạn một tin nhắn và gửi đi thì đồng loạt toàn bộ những cái người đã cài đặt sử dụng cái app này thì sẽ nhận được cái thông báo của bạn. Sau đó thì bạn thực hiện việc quảng bá app này ra ngoài cộng đồng. Để có thể hiểu rõ hơn về các bước như thế này thì bây giờ tôi sẽ đưa bạn vào trong cái tài khoản của tôi để bạn có thể hình dung được cụ thể các bước này nó tuần tự như thế nào. Đầu tiên, sau khi đăng ký một cái tài khoản tại trang website như ở đây thì bạn sẽ có một tài khoản và sau đấy thì đăng nhập vào. Ở mục thư viện nội dung thì bạn sẽ tải lên những cái nội dung bằng cách là thêm loại ấn phẩm vào. Ví dụ như là thêm một cái ấn phẩm về video chẳng hạn. Sau đó thì bạn thêm những cái ấn phẩm, những cái ấn phẩm con ở bên trong và đặt tên cho nó, gồm những cái tiêu đề và những cái định dạng. Thì ở đây là những cái thư viện nội dung của tôi đã tải lên sẵn những cái rất nhiều những cái nội dung. Và sau khi hoàn tất cái việc tải lên nội dung này thì bạn chuyển sang phần đó là danh sách app. Ở trong cái tài khoản của tôi thì đây là một cái app MMO chia sẻ về những cái cách kiếm tiền trên mạng. Thì khi mà tạo mới thì cái tài khoản này hoàn toàn trống trơn, thì tạo một cái app mới bằng cách kích vào tạo mới và đặt tên cho nó. Sau đó thì chúng ta sẽ vào bên trong và vào mục biên tập hub, thì tạo nên một danh sách những cái menu nội dung như ở đây bằng cách là chọn vào nút thêm. Sau đấy thì đặt tên cho nó. Và ở đây thì tôi đã tạo nên những cái menu nội dung này, ví dụ như là ebook for sale chẳng hạn. Thì sau đấy thì những cái menu này lấy nội dung ở đâu, chọn từ thư viện chẳng hạn, đó là chọn từ ebook for sale, hoặc là những cái mục thư viện nội dung mà chúng ta đã tải lên ở bước trước, sau đấy lưu lại. Bạn thực hiện tuần tự các bước như vậy
đối với các cái menu khác, app khác, và có thể là tạo những cái đường dẫn, ví dụ là đến kênh hay là đến cái trang Facebook của mình chẳng hạn. Rồi sau khi hoàn tất cái bước này thì chúng ta chuyển sang bước tiếp theo, đó là tùy chỉnh cái giao diện. Ở phần này thì bạn tải lên những cái logo hay là những cái app banner và những cái hình nền để cho cái app của mình thêm đẹp và sinh động hơn. Và chuyển sang cái bước tiếp theo, đó là phát hành app. Khi kích hoạt cái app này lên thì chúng ta có thể lựa chọn đó là phát hành chỉ trên mobile hoặc là phát hành cả xem trên mobile, cả trên website chẳng hạn. Thì hệ thống sẽ tạo ra cho chúng ta một cái mã, ví dụ như ở đây là mã WQD8 và tạo cho chúng ta một cái mã QR code này. Thì chúng ta có thể thực hiện việc quét cái mã này. Chúng ta thực hiện việc quét mã. Thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị lên cái app ứng dụng của tôi. Đây là chính là những cái menu nội dung. Rồi thì chúng ta có thể là phát hành cái app này ra dưới dạng có kiểm soát bằng cách là ở cái mục yêu cầu mã đăng nhập này, chúng ta bật nó lên và sau đó thì xem danh sách mã, thì hệ thống sẽ tạo ra cho chúng ta những cái mã này và chúng ta kích hoạt nó lên. Ví dụ như ở đây một cái mã tôi chia sẻ chẳng hạn là WQD89SITC chẳng hạn, thì bạn có thể nhập cái mã này vào và để cài đặt cái app MMO của tôi để nhận được những cái thông tin mà tôi chia sẻ trong này. Phần tiếp theo đó là chúng ta có thể xem cái thống kê này. Thì ở đây sẽ thống kê chi tiết là cái số lượt download theo từng cái thiết bị, thể hiện là thiết bị Android hay là iOS, và theo vị trí địa lý, cũng như cái số lượt truy cập vào những cái menu trên app này, đều thể hiện những cái thông tin thống kê rất là chi tiết. Sau đấy ở cái mục thông báo này, thì ví dụ ở đây bạn có thể soạn một cái thông báo chẳng hạn. Cái tiêu đề này thì chỉ bạn mới nhìn thấy thôi, còn cái nội dung này thì người sử dụng người ta sẽ nhận được. Ví dụ như là đọc ebook for sale hàng ngày chẳng hạn. Sau đó ấn gửi tin đi. Thì ngay lập tức những cái thiết bị mà đã cài đặt cái ứng dụng này, đây sẽ hiển thị trên cái notify. Thì khi chạm vào cái notify này thì sẽ mở ngay ra cái app ứng dụng mà người sử dụng đã cài. Đây là một cái chức năng thông báo rất là hay của cái app ứng dụng này. Và sau đấy thì bạn có thể thực hiện việc quảng bá cái app của mình, có thể là quảng bá trên website, thì hệ thống tự động tạo ra cho bạn một cái đường dẫn để có thể là tải về cái app của bạn, hoặc có thể là ở trên cái trình duyệt trên website chẳng hạn thì tạo ra một cái đường dẫn như thế này, và trên các cái mạng xã hội khác thì có thể là chia sẻ lên Twitter hay là Facebook, và có thể là tạo ra những cái mã nhúng này để chúng ta có thể nhúng vào website. Và đối với cái phần logo và QR code thì hệ thống tạo ra một cái QR code này dưới dạng file ảnh, thì bạn có thể tải về và in lên cái name card của mình, và khi mà khách hàng hay là người sử dụng thì bạn có thể đưa cho họ cái name card và họ có thể quét cái mã QR code này về và hiển thị trên cái thiết bị của mình. Thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn bạn một số cái tổng quan để có thể tạo lên một cái app trong vòng 1 giờ đồng hồ. Thì ở video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết từng bước để có thể tạo nên một cái app như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại.